Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Giáp Thìn 2020 trong năm Canh Tý bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thoát khỏi sự kìm kẹp của Thái Tuế, năm Canh Tý này mệnh chủ sẽ có được những bước tiến lớn, song vẫn gặp không ít khó khăn do hung tinh đeo bám vây hãm. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận phần quà này. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn luận giải về tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 năm 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh nạp âm là Phú Đăng Hỏa, có ngày sinh từ 13 tháng 2 năm 1964 đến 31 tháng 1 năm 1965. Thứ nhất, ta sẽ tìm hiểu về nam mệnh. Vượt qua năm Phạm Thái Tuế 2019, cuộc sống của con giáp tuổi Giáp Thìn này sẽ có nhiều biến động sau những khó khăn vất vả mà trước đó bạn phải chịu đựng. Tuổi Giáp Thìn năm 2020 được các tinh vây quanh, tuy nhiên để nói là qua cơn bí cực tới hồi Thái Lai thì còn phải xem xét liệu những kế hoạch của bạn có được chuẩn bị kỹ càng và được thực hiện thành công hay không. Bởi lẽ ngoài các tinh thì vẫn có hung tinh đeo bám, ba sao xấu này sẽ cản trở bạn khá nhiều điều. Xét về tài lộc thì trong năm Canh Tý, Thái Tuế Tý Thủy và Giáp Thìn Thổ hợp thành quan hệ bán hợp thủy cục, giúp tăng tài tiến lộc. Trong năm 2020 thì tuổi Giáp Thìn này sẽ có nhân duyên khá là vượng, mọi chuyện nhờ thế mà cũng được xử lý nhanh chóng và thuận lợi. Đường tài lộc vượng Giáp có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, marketing, bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Khoảng thời gian này tuổi Giáp Thìn có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh, buôn bán sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống, ẩm thực, đồ kim loại hay là tài chính sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Để kích tài lộc, hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp tăng tiến. Xét về sự nghiệp tuổi Giáp Thìn năm 2020, trong cuộc sống hàng ngày bản mệnh cũng cần phải biết cách hưởng thụ và thư giãn bản thân. Điềm báo tử vi cho thấy vận trình tình cảm của con giáp này khá là ổn định, mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực về cả thể chất và tinh thần. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Xem từ góc độ ngũ hành thì tuổi Giáp Thìn thích hợp làm những ngành nghề liên quan đến ngũ hành kim và thủy, sẽ giúp bản mệnh bộc lộ được hết tài năng của mình, dùng tài năng để đổi lấy tiền bạc về tay. Người cầm tinh con rồng thì cũng đừng quên rằng trong năm vẫn có điểm báo xung sát. Cần phải lưu ý không nên đắc tội với người khác, dễ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí kiện cáo ra vào tòa án cũng dễ bị phá tài hao lộc. Trong một số trường hợp đặc biệt thì con giáp này có thể bị thương tích trên người, nên là phòng tránh tai họa bất ngờ do đồ kim loại hay là vật sắc nhọn gây ra. Trong năm Thái Tuế là Tý Thủy nên lưu ý hạn chế đi đến những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, cũng tránh tới nơi ẩm ướt tối tăm, sát khí nhiều mà dương khí cạn để không gặp chuyện chẳng lành. Xét về tình cảm tuổi Giáp Thìn năm 2020, xem vận trình tình duyên của tuổi Giáp Thìn năm 2020, nam mệnh tuy đào hoa không nhiều nhưng bản thân đã có nhân duyên khác giới cực tốt, bạn dễ dàng tự tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người mình có cảm tình. Nam tuổi Giáp Thìn thông minh, tài giỏi và có phần thực tế, song bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình. Đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, chính vì thế nên tận dụng để có được các mối quan hệ tốt đẹp. Song cần nhớ phải có điểm dừng, bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại mà thôi. Để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bản tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Xét về sức khỏe của tuổi Giáp Thìn năm 2020, vận trình sức khỏe của tuổi Giáp Thìn trong năm 2020 khá là tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái Tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh được những thương tích nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên tuổi Giáp Thìn nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt tối tăm hay là nhiều nước như sông, hồ, ao, suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu quả về sau.
Bản mệnh cũng nên lưu ý sắp xếp gọn gàng, kín đáo những vật kim loại sắc nhọn trong nhà để tránh thương tích không đáng có. Cạnh bàn, cạnh tủ nếu quá sắc bén thì nên tìm cách để khắc phục. Cũng nên lưu tâm hơn đến vấn đề tiêu hóa, dễ mắc bệnh dạ dày hay là đại tràng. Có thể người Giáp Thìn cũng sẽ mắc phải cảm cúm hay là mệt mỏi do thời tiết. Nên năng tập luyện thể dục thể thao, ăn uống ngủ nghỉ khoa học để tăng sức đề kháng cho mình. Hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an, sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Thứ hai là về nữ mệnh, xét về phương diện cuộc sống, gia đạo, cuộc sống, gia đình trong năm 2020, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 không được tốt, trong nhà gặp nhiều sự buồn phiền. Hãy cố gắng mở lòng để chia sẻ với bạn bè, con cái để giảm bớt căng thẳng trong những biến cố của cuộc sống. Các bệnh về tuổi già cũng bắt đầu có dấu hiệu nặng hơn. Nữ mệnh Giáp Thìn cần để cho tinh thần thoải mái, làm những công việc nhẹ nhàng. Nếu có điều kiện thì hãy đi du lịch để tinh thần được phấn chấn và thoải mái. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, trong năm nay quý bà phải chú ý tay chân bị xây sát hay là thận hư huyết kém. Nữ mệnh Giáp Thìn cần để cho tinh thần thoải mái, làm những công việc nhẹ nhàng. Nếu có điều kiện thì hãy đi du lịch để tinh thần được phấn chấn. Để giảm tà khí, sát khí, hạn chế bớt phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe các bạn tuổi Giáp Thìn, hãy thỉnh ngay Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại may mắn, tránh được vận đen trong năm 2020. Xét về phương diện làm ăn thì sự nghiệp công việc làm ăn không được tốt, có người phá hoại trong việc làm ăn. Tiểu nhân hãm hại, buông lời xúc diệm ảnh hưởng xấu đến việc làm ăn cũng như danh tiếng của quý bà tuổi Giáp Thìn. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên nữ mệnh tuổi Giáp Thìn nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc được hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Tài chính, tiền bạc của quý bà Giáp Thìn kém, có sự tiêu pha nhiều vào công việc làm ăn cũng như là buôn bán. Mệnh chủ cần cẩn trọng trong các khoản chi tiêu lớn, những khoản nợ nần còn tồn đọng, cố gắng giải quyết nốt trong năm nay để tránh hao tài tốn của, phát sinh thị phi miệng tiếng. Xét về tình cảm nữ mệnh Giáp Thìn thì nữ mệnh tuổi Giáp Thìn không có nhiều biến động trong chuyện tình cảm, mọi thứ bình bình, không có gì đặc biệt. Tình cảm vợ chồng thì vẫn giữ được mối quan hệ ở mức bình ổn. Thời điểm năm 2020, nhân duyên không tồi, chuyện tình chăn gối cũng ảm đạm. Mâu thuẫn nếu có nảy sinh thì nên giải quyết sớm, đừng để nó trở thành ung nhọt. Để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái, ai cũng biết chiêm công là một trong tứ địa linh, long ly, quy phục, là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công cũng sẽ đem lại may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công, được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu, được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Xét về sức khỏe của nữ Giáp Thìn sinh năm 1964, tử vi 2020 của nữ mệnh tuổi Giáp Thìn cho thấy con giáp này sức khỏe, bệnh tật luôn rình rập để bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là bệnh về gan, thận, tim mạch do phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống. Để hạn chế bất phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe, các bạn tuổi Giáp Thìn hãy thỉnh ngay thập nhị Bát Bảo để đem lại may mắn, mang lại sức khỏe, bình an. Tổng quan về tử vi tháng của tuổi Giáp Thìn năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Trong tháng đầu tiên của năm Canh Tý, người tuổi Giáp Thìn mọi mặt đều thuận lợi, vận khí cực vượng, là khởi đầu tốt trong năm mới. Về phương diện công việc, con giáp này được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ rất là nhiều, mọi nhiệm vụ được giao để hoàn thành xuất sắc, vượt mức mong đợi. Mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc, vượt mức mong đợi. Tài lộc tăng tiến, dù là chính tài hay là thứ tài, đều vô cùng lý tưởng, có nhiều cơ hội đón tài lộc bất ngờ về tay, không có nỗi lo về tài chính. Đường tình duyên cũng được như ý, bản mệnh có thể thu hút được sự chú ý của người khác phái bằng sự hấp dẫn của riêng mình. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn dễ đau khổ vì tình, vận trình tình duyên sa sút. Song sức khỏe của người cầm tinh con rồng trong thời gian này khá là tốt, bản mệnh không dễ bị mắc bệnh tật đe dọa, có điều cần lưu ý chuyện ăn uống.
nên hạn chế ăn đồ cay nóng, đồ ăn có tính kích thích cao như hành, tỏi để tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, hạn chế uống rượu, hút thuốc. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch, tiến sang tháng 3 âm lịch thì người tuổi Giáp Thìn sự nghiệp vẫn đang trên đà tăng tiến tốt, tuy nhiên vận trình tài lộc lại không có gì nổi trội. Về tài vận, bản mệnh tuy không xui xẻo gặp họa mất tiền nhưng rất có thể hao tài tốn của vì thói quen mua sắm của mình. Bản mệnh dễ siêu lòng trước những món đồ xa xỉ, đổ cả đống tiền vào những thứ không thực sự cần thiết. Nên kiểm soát bản thân tốt, đừng tự khiến mình mang thêm áp lực về kinh tế, gánh thêm đống nợ trên vai. Khuyên người mệnh Giáp Thìn hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân hóa giải thị phi miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý kết hợp với 3 viên đá mã đảo đỏ in hình 3 con giáp thân Tý Thìn sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch, đường tình duyên và tài lộc của tuổi Giáp Thìn trong tháng 4 này sẽ có những biến chuyển theo hướng tích cực, nhất là về thứ tài. Thời điểm cuối tháng vận trình sẽ vượng vô cùng, chính bản mệnh cũng không thể ngờ tới. Dù là người độc thân hay là đã có đôi thì trong tháng này tuổi Giáp Thìn cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Đào hoa vượng, bản mệnh thường xuyên nhận được sự chú ý của những người khác phái. Đường tài lộc tháng 4 âm khá là lý tưởng do được thần tài che chở, chuyện làm ăn kinh doanh thuận lợi, các đơn hàng tới tấp bay về, lợi nhuận tăng đến gấp bội. Tử vi tháng 5 năm 2020, trong tháng 5 âm lịch, người mệnh Giáp Thìn sẽ phải đối mặt với những biến động khá lớn trên con đường sự nghiệp. Xét về tổng thể thì vận trình đang dần đi xuống, áp lực gia tăng, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Tuổi Giáp Thìn không thể chỉ dựa vào sức của riêng mình để hoàn thành công việc mà thường cần đến sự giúp đỡ hỗ trợ của mọi người. Tuy nhiên thì điều này sẽ làm gia tăng không ít áp lực và ảnh hưởng đến thành quả lao động, có thể gây ra tổn thất nhất định đối với công việc. Về phương diện sức khỏe thì tuổi Giáp Thìn thường gặp phải những tai nạn bất ngờ, tuy nhỏ thôi nhưng cũng có thể bị va vấp, xước sát, chảy máu. Cần chú ý hơn khi làm bất cứ việc gì, tự bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra. Để độ trợ cho tuổi Giáp Thìn nhiều việc vượng trong năm nay thì bạn hãy thỉnh ngay vòng tam hợp hoặc dây bát bảo tâm kinh để mọi việc được suôn sẻ may mắn. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Tháng 6 2020 âm lịch là lúc đường tình duyên của tuổi Giáp Thìn bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn. Tuy không quá lớn nhưng so với khoảng thời gian trước đó thì khả năng tìm thấy hạnh phúc của con giáp này đã cao hơn nhiều. Có điều sức khỏe của tuổi Giáp Thìn vẫn chưa được tốt lắm, bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch. Xem bói tử vi tháng 7 2020 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn bắt đầu khởi sắc. Về cơ bản thì không gặp phải rắc rối gì quá lớn, vận trình tài lộc thì không được tốt đẹp như thế, mọi thứ đi xuống theo chiều hướng xấu. Song đường tài lộc có phần ảm đạm, phần nhiều là do con giáp này đang phải chi tiêu quá nhiều, thu chẳng đủ bù chi, bản mệnh tiêu tốn khá nhiều tiền bạc vào chuyện ăn uống, vui chơi giải trí. Trong tháng, nên học cách kiểm soát bản thân, nhất là những người đang phải nuôi gia đình. Đừng khiến người thân của mình phải chịu khổ trong khi bản thân có khả năng lo chu toàn cho cha mẹ con cái. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm Canh Tý, sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn có phần chững lại, vận trình biến động lớn, đường tình duyên không được ổn định, tổng thể vận trình xuống dốc không phanh. Bản mệnh công việc bận rộn, áp lực gia tăng, lại bị đồng nghiệp chèn ép, các cuộc tranh đấu nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó, có lúc sức tàn lực kiệt chỉ muốn từ bỏ. Con giáp này nên bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt để đấu lại với những kẻ tiểu nhân mà không làm hại tới mình. Đừng dùng tình cảm cho những việc cần đến lý trí. Ngoài ra thì chuyện tình cảm của tuổi Giáp Thìn đang trong tình trạng báo động. Các cặp đôi không ngừng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn cũng theo đó mà gia tăng. Con giáp này cần kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để những áp lực của công việc khiến mình trở nên nóng nảy mà giận cá chém thớt, vô hình chung khiến cho mối quan hệ của mình trở nên tệ hại hơn gấp nhiều lần. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch, bước qua tháng 9 âm lịch thì tổng thể vận trình khá ảm đạm khi mà đường tài lộc và sức khỏe của tuổi Giáp Thìn đều vẫn đang sa sút nghiêm trọng, công việc và tình cảm ở mức ổn định. Trong tháng này, bản mệnh cần cẩn thận khi đầu tư. Những bạn tham gia vào các mục đầu tư mạo hiểm, chơi cổ phiếu, buôn bán nhà đất dễ phải chịu tổn thất lớn, tiền bạc đổ ra đầu tư, một đi không trở lại.
người làm kinh doanh nhỏ cũng chẳng khá khẩm gì, lợi nhuận thu được chẳng đáng là bao. Thời thế thay đổi, thậm chí phải bán tống, bán tháo để thu lại nguồn vốn bỏ ra ban đầu. Về phương diện sức khỏe, những bạn làm công sở hay phải ngồi lâu một chỗ có nguy cơ mắc các chứng bệnh về mắt và cột sống. Cần lưu ý thường xuyên thay đổi tư thế, thi thoảng đứng dậy đi lại để giúp mắt đỡ căng thẳng, cột sống cũng không phải chịu sức ép từ một tư thế quá lâu. Tránh các bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng. Từ biết tháng 10 năm 2020 âm lịch, tháng 10 âm lịch là lúc mà cả công việc và tình cảm của tuổi Giáp Thìn đều gặp phải không ít khó khăn, vận trình của cả hai phương diện này đều không được như lý tưởng. Trong công việc thì bản mệnh cần ý thức được những thiếu sót của bản thân mình, bạn biết được những nhược điểm của mình ở đâu nhưng lại chưa tìm được cách để nâng cao năng lực, bù đắp những thiếu sót đó. Con giáp này cũng đang loay hoay trong việc xử lý các mối quan hệ xã giao. Bạn chưa nắm được bí quyết để hòa hợp với mọi người, thường vô tình đắc tội với người khác, gây cho đối phương những tổn hại tinh thần. Trong chuyện tình cảm thì con giáp này thấy hoang mang, chưa xác định được đây có đúng là điều mình mong muốn hay không. Tình cảm đôi bên khi cần, khi xa, khi nồng nhiệt, khi lại lạnh nhạt. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch. Xem bói tử vi tháng 11 âm lịch thì người tuổi Giáp Thìn cần đặc biệt cẩn thận cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Vận trình, công danh, sự nghiệp vẫn đang lao dốc, trong khi đường tình duyên, tài lộc và sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực. Công việc của con giáp này thường xuyên gặp phải cản trở hay là sự cố chẳng thể chống đỡ được. Ví dụ như bị đồng nghiệp đùn đẩy, đổ trách nhiệm, bị khách hàng cố tình gây khó dễ, bị cấp trên chèn ép, chẳng phân biệt phải trái đúng sai. Trong trường hợp này thì người tuổi Giáp Thìn cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt để không mắc phải sai lầm. Người ta đã sai mình còn sai hơn, hãy cố gắng sống khiêm nhường, làm gì cũng lặng lặng mà làm. Đừng khoe khoang phô trương thanh thế mà khiến tiểu nhân ngứa mắt. Bạn cũng đừng quá khắt khe, tính toán quá mức, người khác làm điều xấu thì cố gắng bỏ qua, nếu không sẽ chỉ gây hại cho chính bản thân mình, tự mình thấy mệt mỏi và khó chịu. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, tử vi tháng chạp năm Canh Tý của tuổi Giáp Thìn khá là tốt. Cả tình yêu, sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe đều có những bước tiến triển đáng chúc mừng. Có thể nói đây là tháng thu hoạch của người cầm tinh ngân rồng. Xét về phương diện công danh sự nghiệp thì con giáp này sau bao nhiêu ngày tháng vất vả cực khổ cũng đã hái được trái ngọt. Bản mệnh có cơ hội được cấp trên ưu ái, cân nhắc lên vị trí cao hơn, trao cho nhiều trọng trách, lương thưởng đãi ngộ cũng theo đó mà tăng lên. Về phương diện tình cảm, tuổi Giáp Thìn trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý sẽ đón tin vui trong gia tộc. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Xem bói tử vi 2020 của tuổi Giáp Thìn, con giáp này trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, hung cát đan xen. Về cơ bản đường tài lộc và tình duyên trong năm Canh Tý khá là tốt. Tuy nhiên thì công việc trong năm khá căng thẳng và mệt mỏi, gây ra nhiều áp lực vô hình. Năm 2020, phương vị trung cung nằm ở giữa nhà là nơi chịu ảnh hưởng của sao Thất Xích phá quân, chủ về hao tài phá lộc. Vì thế ở vị trí này thì cần phải bài trí phong thủy hợp lý để thúc tài vượng vận, để độ trợ cho tuổi Giáp Thìn nhiều việc vượng trong năm nay. Bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc dây bát bảo tâm kinh để mọi việc được suôn sẻ may mắn. Không nên đặt nhiều đồ đạc lộn xộn ở giữa nhà, cũng không nên để đồ vật sắc nhọn mang tính sát thương cao ở đây. Sát khí của nó có thể dẫn đến họa huyết quang, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Tại vị trí này trong nhà thì nên đặt tượng kỳ lân phong thủy, tốt nhất là một đôi kỳ lân để hóa giải sát khí, trấn trạch an yên. Cũng có thể đặt thêm những vật phẩm phong thủy trợ tài lộc khác để giúp cho tài khí được thêm phần thuận lợi. Ở góc chính bắc nên đặt tượng sư tử đá để tránh họa thị phi, phòng ngừa nguy cơ vướng phải kiện tụng. Gia chủ trong năm nên sớm sắp xếp công việc để đến cơ quan công quyền một lần, tượng trưng cho việc đến cửa quan tố tụng, giảm bớt họa thị phi ập đến. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Giáp Thìn Thái Tuế Phù làm búa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.